chào mừng mọi người đến với bài tập Inspire Fly Kick phiên bản 7 với mentor Nancy Chu. Bài 1 warm up, hai chân ở tư thế mở front stem, hai tay nắm ở phía trước phòng thủ. Đấm này, 1 2 nhanh, 4 3 2 1. Step hop. Mục tiêu đấm thẳng vào mũi của đối phương ở phía trước mặt. 4 3 2 1. Tiếp tục. Thả lỏng vai nào. Với những bạn mới tập thì các bạn đừng có ngần ngại, các bạn cứ đấm dài rồi đấm ra nhanh, liên tiếp, chính xác. Lát nữa chúng ta sẽ thấy nóng hết cả phần vai luôn. Tam, chuẩn bị cho động tác tiếp theo, đấm hai lần sang phải, bắt đầu. 1 2 nhảy về trước, chính xác. Ok, 1 2 quad check. Anh ngồi xuống thật sâu. 3 3 3 3 nhảy hẳn lên mọi người nhá. Dài. Tiếp tục. 3 3 3 3 Lần nữa. 3 2 1 Rồi, quay trở lại từ đầu, lùi xuống một tí nào. Lùi xuống một tí. 2 3 1 Vừa ấn hook. 2 À, xin lỗi. Chết. Hook. Upper. Hook. Upper, hook, upper, hook. Tiếp tục. Upper là móc hàm, đấm vào gò má. Khi upper chúng ta hãy xoay thẳng người, khỉu tay, đóng lại. Hook, khỉu tay ngang vai. Tiếp tục. 1, 2, hãy để ý gót chân của mình. Xoay hẳn phần gót chân như thế này. Rất tốt, nắm chắc ngón tay lại nào. Nối động tác. Bước chân phải lên, tiến về phía trước. Upper and hook. Lùi về sau, hai squat check. Good, again. Hey. Bam. Tiếp tục. Chúng ta cảm thấy người nóng lên rồi đúng không? Bắt đầu nóng rồi, dần dần này. Nữa, bam. Hết, dừng. Chúng ta đổi bên, lùi xuống một chút nha. 4 3 2 1 trái phải. Hãy tưởng tượng kẻ thù đang đứng thẳng trước mặt bạn. Cái gì Nancy nó cười mình các bạn. Tiếp tục. Các cái bài này sẽ là do Nancy dựng từ đầu đến cuối. Mỗi một bộ môn ở Inspire thì sẽ có một mentor là người dựng bài, và hôm nay thì Hà Nga muốn đưa Inspire Fly Kick quay trở lại. Đây đã là phiên bản số 7 rồi. Một năm thì có khoảng 4 phiên bản, tức là đã 3 năm trôi qua rồi, kể từ phiên bản đầu tiên phải không? Hai lần nhảy sang trái. Sang. Quad check. Again. Bam. Em thấy thế nào sau khi 7 phiên bản điểm đều do em tặng ra? Em cảm thấy là mình đã rất là nỗ lực. Rất là 7 phiên bản lận mà. Đi hết cùng người đam mê. Nhưng mà sướng lắm mọi người. Sướng, dừng, không. Ok, lùi tí ngang bằng với cái này nha. Nào, upper and hook. Rất nhiều bạn ở trên tập theo cái YouTube là rất là thích Inspire Fly Kick, mọi người thấy đúng không? Trời ơi, quá là đam mê mà. Bùng chói, chói. Nhạc siêu đỉnh. Nhạc siêu đỉnh. Nào, muốn tập mà vào cơ bụng, mọi người phải siết chặt cơ bụng lại để twist, xoay hẳn phần xương hông sang ngang. Xoay hẳn gót chân lên. Tiếp tục. Nhạc lên. Chuẩn bị bước chân trái về phía trước. Combat stand. Bắt đầu. Bước chân trái. Tiến về phía trước. 1, 2, 3. Đấm. Ngang. Lùi. Squat check. Lặp lại. 1, 2, 3. Tiếp tục. Chuyển trọng tâm trước sau. Như thế này nha. Đây mình vừa học xong. Trước này, về phía trước, lùi về phía sau. Nói dồn về chân trước rồi dồn về chân sau. Hết rồi, dừng. Bài tập số 2 vẫn là khởi động nhưng sẽ cho phần thân dưới, lower body. Hai chân mở ra thật rộng nào. Đây là động tác đứng tấn, hai tay chạm vào thái dương. Nào, tay phải chạm vào mắt cá chân, tay
chân, khởi động và làm nóng cơ vùng cơ bụng, toàn bộ vùng lườn, ngực, vai, hãy chạm hẳn vào, thở, hít, lên nào, ôm lấy chân phải của mình, phải, nhảy rồi xoay, turn and back, roundhouse setup, có thể nắm lấy chân của mình và làm sao để các bạn mở người ra để người tạo thành một đường thẳng, này, mở hông, đúng, thử đá thẳng, duỗi mũi chân, đá thẳng, mũi chân dưới mở hướng chéo về góc nhà, ngả người về đằng sau, giữ trọng tâm thật chắc, phần ống đồng của chúng ta chạm vào đối thủ, ví dụ các bạn để đá như thế này, đúng rồi, dưới mũi chân chạm với phần ống đồng nha, ống đồng, roundhouse, một động tác của taekwondo, chả biết đúng không? Kick higher and jump. Ok, đổi bên. Quay trở lại. Lăn, xoay và về. Xoay và về. Tay đặt khéo. Rồi đưa một tay lên phòng thủ, che má. Giống như có kẻ thù nào chuẩn bị đấm vào mặt bạn. Đó, bạn phải gồng tay lên, gồng cơ bụng lên, người chắc, phòng thủ. Cháy cái đùi luôn. Cháy đùi à? Rồi, ôm chân trái nào, roundhouse set up, and twist, and back. Nữa nha. Chuẩn bị đá thẳng chân, mũi chân, ống đồng. Mọi người giữ thăng bằng không? Hãy tưởng tượng ra kẻ thù thực sự ở trước mặt mình. Để mỗi cú đá của chúng ta có lực. Sử dụng cơ bụng, siết chặt, bam. Đá xong, thu chân trở về, người vẫn vững. Yep. Chút thì ngã. Two more. Higher. Done. Rồi. Mình sẽ chuyển sang sách số 2. Kickboxing, tiếp tục làm nóng cho cả thân trên và thân dưới. Front stand, tay thủ sát cằm, bụng siết. Check, cross, hook. Check, check, hook. Hai lần đấm thẳng, một lần đấm ngang. Cằm đưa về phía hõm cổ, cuộn bụng nhiều hơn. Khỉu tay 90 độ, song song mặt sàn. Tấn công vào má. Kết hợp hai lần gối phải. Gối trái, tay kéo về hông. Rút cao gối lên. Tốt, tiếp tục. Music. Do you want to jump up? Yes, yes. Nhảy lên luôn. Hey, hey. Bùng nổ hơn nữa này. Mình cháy hơn nữa. Nóng hơn. Yes. One and two. Bật mạnh. Combo mới. One knee, one front kick. Một gối, một đá. Gối and kick. Siết chặt cơ đùi trước. Đá thẳng. Thở mạnh. Khi đá, mình đẩy hông về sau. Ngả người về sau và đưa hông về trước. Tay kéo về sau, cân bằng lực. Một lần cuối, về thủ, hậu. Nào các bạn, từ đây, chân trái về lăng. Siết chặt cơ bụng. Bật đổi bên. Nhấp 3 lần bên phải. Chuyển sang 3, 2, 1 và nhảy. Gót chân sau kiễng. Bắt đầu thấy cơ đùi nóng hơn. Chưa hết. 3, 2, One, hạ sâu hơn nữa. Đầu gối sát về phía mặt sàn. Siết cả thân trên. Are you ready? Quay trở lại combo đầu tiên. Chép, chép, hút, bàm, bàm. Đôi gối một đá. Lên. Đổi bên. Jump and kick. Nhịp tim tăng mạnh luôn. Sơn. Ê. Ê. Mọi người phải hét lên nhá, mọi người bấm lên luôn. Ơi! 1, 2, 3. Ơi! Lần cuối. Running man. Ok. Nancy hãy nghĩ động tác này như ở mình đang đi chèo thuyền á. Mọi người mở ngực.
và cuộn bụng liên tục, tay kéo về hông này, đi chèo thuyền này. Có lõi được sử dụng liên tục. Bắt đầu thấy thở, thở hồng hộc luôn. 3, 2, 1, finish. Bỏ bên luôn này. Ôi. Nào quay trở về front stand, trái trước. Húp. Hai nằm đấm vào một mục tiêu, đấm thẳng về phía mũi và đấm ngang. Nhớ bài, nhớ combo và tăng thêm sức mạnh. Lần cuối kết hợp hai lần gối. Easy, nhẹ nhàng, làm quen dần để sẵn sàng bùng nổ. Tập trung hơn nữa. 1, 2. Em muốn mọi người siết cơ bụng nhiều hơn, siết cơ thể nhiều hơn. And jump. Thở mạnh, không dừng lại. Can you hear the music? Yeah, knee and kick. Bam, bam. Woo. Lên luôn. Nắm chắc cú đấm. Tấn công. Tưởng tượng đối thủ trước mặt. Lên rồi. Mọi người đã ra mồ hôi chưa? Ai chưa ra? Nhảy cao hơn, đá mạnh hơn. Tuyệt vời. Lần cuối. Về thủ. Nào, chân trả về sau. Đổi bên. Đổi bên. Nhấp 3 nhịp. 3, 2, 1 and jump. Để ý cả cái tay nhá. Mình sẽ đặt cạnh má. Ai tốt hơn, tay còn lại đặt sát về phía mặt sàn. Nhảy. 3, 2, 1 and 3, 2. Tiếp tục. Đấy mọi người. Càng thấy đùi càng tốt. And go. Đấm thẳng. Gối. Đá. Kick. Những giây cuối cùng của bài kickboxing. Mình phải làm nóng cho cả thân trên và thân dưới. Ây. Ây. Di chuyển. Theo nhạc. Lên. Càng phiêu theo nhạc thì mình hey. Tấn công càng sung. Running man. Running woman. Running woman. Running girl. Running girl nữa. Running already. Chưa hết. Giật mạnh hơn. Nặng quá. Chứng tỏ là tập rất là hiệu quả này. Những giây cuối cùng. 3, 2. Lên gối. Chạy đầy chỗ. Hít thở. Mình sẽ đến với boxing one nhé. Lấy cảm hứng từ bộ môn boxing. Chỉ sử dụng các cú đấm thôi. Focus cho phần thân trên. Front stand tay thủ. Hai lần đấm sang phải. Ba lần đấm thẳng. Phải trái đổi bên. Đấm thẳng. Trái phải trái. Yes. Hai nằm đấm một mục tiêu. Thả lỏng vai. Mình đừng siết và gồng vai quá nhiều. 1, 2, 3, 2 dừng. One more. Up một cắt. Phải trái. 45 độ. Tấn công ở đâu ạ? Cầm. Chuẩn luôn. Mạnh hơn nữa. Mình có xu hướng mở lồng ngực sang hai bên. Kích hoạt cơ chéo bụng, cơ liên sườn. Kết hợp hai động tác lại. Sẵn sàng để lướt. Nhảy sang phải. Đấm thẳng. Đấm móc 4 lần. 4, 3, 2, trên side. 3, 2, 1, and upper. Ai muốn rãnh lưng sâu? Follow me and Hannah. Bam, bam. Không nghỉ. Lướt xa hơn. Tiến gần đến đối thủ hơn. Mình đấm Hana được không cả nhà? Sợ quá.
3 One more. Bầm bầm. Xong. Đấm hạ. Tuyệt vời. Mình rất là thích những cái bài boxing này. Holy shit. Đấm liên tiếp thì rất là nhanh. Mạnh hơn. Đấm được chưa? Kết hợp bụng siết. Thở mạnh vào miệng. Nếu muốn đau lưng mọi người dài tay ra nào. Và hand to sky. Bây giờ chạy. Hít thở. The same music. We have a new combo. Right combat stand. Tay thủ sát cầm. Đấm chéo này. Đừng sổ tỉnh. Chéo. Chéo. Kết hợp chăm chác co gối. Rất là sợ có bồi luôn. Vì có bồi này mệt. Lại một lần nữa sử dụng cơ liên sườn. Cả nhà có cảm nhận thấy không? Cơ bụng rút chặt vào trong. Bật cao hơn. Tiếp đất nhẹ nhàng bằng đầu mũi chân. 4, 3, 4 uppercut. Full combo, go. Đấm up, lên. Không chỉ cho tay thon mà bụng cũng thon luôn. Bụng lồi cả mũi lên đi. Lần nào mà tập đấm xong rồi cũng thấy cơ bụng nổi lên rất là nhanh đúng không mọi người? Tiếp tục. Cứ phiêu theo nhạc thôi. Mỗi lần nghĩ phiên bản mới là tâm đắc với lại music. Phiên bản này ba lấy cảm hứng cái gì? Một. Hay thì chọn thôi cả nhà. Lần cuối. Nổi lên luôn này. Chạy nhẹ nhàng. Tranh thủ hít thở. Mồ hôi như tắm rồi. Mà mày có bài số 3 thôi. Âm nhạc rất là hay. Nó sẽ lôi cuốn chúng ta đến cuối. Và tập luyện nó không còn là phải nữa. Mà nó sẽ rất là sung. Quay trở về luôn front stand. Hai lần đấm sang trái. Ba lần đúng không? One, two, bầm bầm bầm. Thả lỏng vai nhá. Mình đừng gồng như này. Trông rất là vất vả. Nó sẽ bị tốn calo. Mà nó sẽ bị sưng vai cả nhà. Các trái sưng vai. Một người rất sợ bị sưng vai cho hay. Hit more. What are you waiting? Hai lần bật nhảy sang. Đấm thẳng. Đấm móc. 4, 3, 2. Lên luôn. Nào. Lướt này. Ghi trọng tâm xuống. Bật xa nhất có thể. Tưởng tượng đối thủ ở bên cạnh. Ghi. Lướt đấm thẳng vào má. Móc. 4, 3, 2. Lên. Có khả năng bắt đầu bung lung tung xòe rồi. Bốn ba hai lần nữa. Đấm thẳng trái phải phiêu này, phiêu hết mình luôn. Toàn bộ năng lượng dồn vào cú đấm trái phải trái phải. Hai nắm đấm vào mục tiêu. You can do it. Mạnh hơn nữa, stronger. Cố gắng không bị rụt vai và giật vai. 3, 2, 1. Chạy. Còn là kia ra. Còn đúng không? Có. Tiếp tục, tiếp tục. Kệ nó. Nào, ta đổi bên nhá. Chân trái về phía trước. Mình sẽ đấm chéo. Tưởng tượng có hai đối thủ trước mặt, co gối, chạm nhẹ mũi chân thôi. Mọi người đã nắm chắc cú đấm của mình chưa? Sẵn sàng rồi. Mấy ông cú knock down luôn. Ôi trời ơi. Please mọi người ơi. Mấy ông cú cũng cẩn thận với Nancy ấy. 4, 3, đấm móc.
Lên luôn. Fly kick là một bộ môn kết hợp rất nhiều môn võ. Mình có boxing, taekwondo, karate, muay thái. Nhưng mà mình có rất nhiều âm nhạc nên sẽ đem đến cho cả nhà một cảm giác rất là khác. 4, 3, 2, 1, lần cuối. 5, 4, 3, 2, hold. Yes. Sướng. Ta có check tiếp theo. Fly kick 1, sử dụng các cú đá. Hai chân mở rộng bằng không, đầu gối trùng nhẹ. Cảm hứng từ nhu thuật Brazil. Đưa chân trái về sau, kiểu tay trùng. Bước và di chuyển liên tục. Mình có thể nâng nhẹ mũi chân lên hoặc nhảy hẳn lên nếu có thể. Đang đối thủ bối rối với động tác này. Hai chân trên hai đường thẳng song song. Một lần cuối. Right combat stand to upper. Way back, tay bo toàn bộ phần đầu. Lùi về sau. Né đòn. Móc hai lần. Mắt vẫn nhìn về phía trước. Upper. Tốt. Kết hợp. Một lần hút tay trái. Nâng vai. Upper. Bao hút. Nhảy lên luôn. Ba lần gối trái. 3, 2, 1 lần đá. Full combo. 3, 2, 1 và kick. Khá dài đúng không? Hy vọng mọi người nhớ. Lên luôn. Móc. Thở mạnh, bật. Tưởng tượng đối thủ trước mặt. Né đòn. Phản đòn. 3, 2, kick higher and hold. Nào đổi bên luôn. Hai chân về. Chân phải về sau. Hết. Nhịp nhàng nhá. Trùng kiểu tay. Nhưng các ngón tay vẫn siết chặt lại. Nhảy rõ ràng hơn. 1, 2. Hết. Sẵn sàng quay trở lại. Lặp lại combo. Hai lần móc. Chân trái trước. 1, 2. Toàn bộ cơ thể siết chặt lại. Nắm chắc cú đấm. 45 độ. Co phần mặt. Cuộn bụng lại. Và một lần hook. Nhảy lên luôn này. Bao hook jump. 3 lần gối phải. Kích. 3, 2, 1 và lên. Nhạc rất là sung luôn. Không muốn nghỉ một chút nào luôn. Thở mạnh. Thở ra bằng miệng. Móc, móc, quay. Gối 3 lần, gối sau, đá trước. Tiếp tục front stand. Từ đây chân phải về lăng. Sai lăng. Lăng and squat. Đổi bên, chân trái gót sau kiễng. Tay về thái dương. Cạnh má. Và squat. Tiếp tục chậm rãi. Toàn bộ cơ thể siết và chắc chắn hơn. Mình cần cảm nhận sức nặng và sự chắc chắn của cơ thể trong từng chuyển động. Lăng. Người không nhấp nhổm nhá. Đéo. Hướng mũi chân lên. Khi về tư thế sai lăng. Nâng mũi chân phải. Và một lần cuối. Xoay mũi chân sang phải. Co gối. Sai kích. Đá sang bên cạnh. Thu về. Hạ xuống. Đổi bên luôn. Siết bụng. Má bàn chân như một lưỡi dao. Tấn công vào bụng đối thủ. Hạ xuống. Hai lần. Đổi bên. Chạm nhẹ mũi chân. Tốt. Tiếp tục cơ thể siết chặt. Cơ lõi phải rất chắc chắn. Một tay thủ sát mặt. Một tay về mạng sườn. 4 lần. 4. Mắt nhìn theo cú đá. Siết mông lại. 1 more time. 4. 3. 2. 2 lần
trái, đá một lần, 4 lần liên tiếp ở bên phải. Nghe lại, 1, 2, one more, bật cao hơn, đổi bên, nhì, side kick, đó. Yeah. Một lần cuối cùng, sẵn sàng cho một màn thử thách. Một lần gối đổi lên, jump side kick. Ok. Lại. Đổi bên luôn. Chân ngoài. Một lần cuối. Tay thủ. Bài này dã man rồi đấy. Nào mình sẽ đến cardio luôn nhá. Từ đây hai tay đặt thẳng dưới vai, hạ đầu gối, mắt chống chắp mũi chân lên, siết chặt cơ bụng lại và hạ mông xuống, lòng bàn tay ấn chặt xuống mặt sàn. Ta sẽ có tay phải đưa ra push up lên, đổi bên, hạ cục sát về phía mặt sàn. Lần nữa, hít sâu thở đều, sẵn sàng, khỏe hơn nữa, down and up, xuống sâu hơn. Mình kích hoạt và làm nóng cho phần cơ ngực, đồng thời cơ lõi và thân trên. Yes, down, người ngồi về option dễ, tay dưới vai, chân dưới mông, về 4 điểm, thở mạnh và đẩy lên. Bình thường phụ nữ rất là yếu phần thân trên đúng không? Cố gắng nhé. Hai tay thẳng dưới vai, tricep push up, down, up, xuống. Các bạn tham single này, ai làm được? Bật đứng thẳng dậy. 8 lần đứng thẳng. 8, 7, 6. 4 jump squat, bật sang phải. Về giữa, sang trái. Về giữa, lại. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bật. 4, 3, 2, tiếp tục luôn. Siết chặt cơ thể, đấm mạnh hơn nữa. Đẩy sâu mông hơn. Siết cơ đùi lại. Jump, 4, 3, 2, and down. Vòng số 2. Tiếp tục nhá. Tay dưới vai, xếp bụng lại. Hít một hơi thật sâu này. Sẵn sàng đưa tay phải và đi lên. Tay dưới vai, đổi bên. Lồng ngực ôm sát, bụng siết chặt hơn nữa để giảm trọng lực của phần thân trên. Thở mạnh và không từ bỏ. Luôn có option dễ và option khó. Mình có thể về option khó. Lăn nâng hẳn gối lên. Được không? Đau thì cứ hét nhá. Không hét nổi luôn. Tiếp tục cái option dễ được nha. Thèm một chút cũng được. Không hiểu sao hôm nay mở như thế luôn. Một lần cuối. Nào tricep luôn. Người mới hạ hẳn đùi xuống sàn. Trỏ tay ông sát về phía mạng sườn. Nhanh. Down. Up. Tốt. One more. Bật lên. Đấm hàng. 8, 7, 6. Body and tuck jump. Ôi trời ơi. Ok. Rung cao gối cho rất nhẹ nhàng. Hạ mông, bật blank, and jump. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lên luôn. Good job. Thế rồi. Còn vừa không? Ôi. Thử thách cardio mà. Ok, ok. Vào đi. Tiếp tục nhá. Ừ. Lành. Không cần push up nữa đâu chị. À thế à? Ừ. Ok. Lành xuống bè. Và về plank, back core, sit plank, đầu gối cách mặt đất khoảng tầm 5-10cm, vai thẳng với hông, giữ nguyên ở bè. Ta sẽ có động tác đá chân sang cạnh, hip hop nền vào đây, đổi bên, đá tay đặt cạnh má, ra và giữ một giây này, giữ, thu về, đá và giữ, đá cao hơn nữa. Kiểm soát cơ lõi.
Làm chậm nhưng mà chắc chắn. Và nó đổi combo, chân phải đưa ra ngoài, thu về, về sau. 4, 3, 2, 1, 4, 3. Lần cuối, sẵn sàng bật nhảy cả hai chân ra ngoài này. Và về sau, ngoài, về sau, thu về, hết lại, mở. Cơ thể phải siết rất là chắc chắn. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. À, chị Anh ơi, chiến thắng chính mình. Cơ bụng, cơ thân trên. 4, 3, không tạo ra tiếng không nữa. Đưa, đưa, bật lên đứng dậy. Good job. Mình phải đứng lên mới được. Không thể hèn thế được. Mình đã đi được hơn một nửa rồi. Sẽ chỉ còn 3 bài cardio và 1 bài cơ nữa thôi. Nào, vào luôn nhá. Front stand. Check, cross, hook. Tiếp tục. Kết hợp elbow hay là lên gối. Elbow. Okay. One and two. Muay Thái à? No. Fly kick à? I don't live in my fears. I just swallow my tears. It ain't all in my head. One, life is just a nightmare. Two. I don't care if you care. I just know it ain't fair. Ain't no time to prepare. Life is just a nightmare. I don't live in my fears. Luôn. I just swallow my tears. It ain't all in my head. Nightmare. Life is just a nightmare. Nightmare. I don't care if you care. I just know it ain't no time to prepare. Life is just a nightmare. Hook. You can run, but you can't hide. Ba, hai, phút, xoay, về. Kết hợp một gối trái. Mình đấm chéo sang hai bên nhá. Okay. Xoay và nhảy. Rõ ràng và dứt khoát. Thả lỏng này. Và siết. Thở mạnh. Chậm hai ơi. Còn mò, đổi hết luôn. Trái phải hook. Boy money buried in the backyard. Rather count 100,000. You can keep your black card. Nguồn cảm hứng bất tận của Mentor Nancy các bạn ạ. Mạnh hơn. Mọi người nhớ bài chưa? Nhớ rồi đúng không? Rồi. Hơi hơi. Chắc là mọi người cũng là hơi hơi. Elbow này. Live in my fears. I just swallow my tears. It ain't all in my head. Life is just a nightmare. I don't care if you care. Chập chữ tay vào gò má. Lớp hiểu tay về phía trước. Kết hợp lên gối. You can run but you can't hide. You can run, you can't hide. Kết hợp quay. Ok. Lên gối. Giật. Bàn tay đặt sát về phía vai. Vặn eo. Đưa khuỷu tay về trước. Lần nữa. Về thủ. Thủ. Right to left. Ôi. Okay. Left to right. Way. Đấm. Right to left. Bùm bùm. Tần tần. Chậm. Và cảm nhận vào sức mạnh. Mình hạ mông xuống. Tưởng tượng này. Có một sợi dây. Mình luồn qua dây. Không chạm dây. Và tấn công. Né đòn của đối thủ. Đối thủ đá này. Mình hạ người xuống né đòn. Phản đòn. Chưa hết. Tay thủ sát cầm. Hạ mông sâu. Lưu ý tránh cong lưng như này. Hạ mông, quận bụng. Kết thúc. Bùm bùm. Ôi, bài này hay quá. Rất là
Bài này còn ngầu hơn này. Hai chân mở rộng hơn hông, cảm hứng từ Taekwondo. Hai tay nắm chắc nắm đấm, kéo về phía mạng sườn. Mở ngực, chống gối, siết bụng. Sẵn sàng, đưa chân trái về sau. Đấm tay xuống đất, đổi bên. Đấm cạnh lòng bàn chân. Đưa bàn tay về trước, kéo về vai. Kéo về vai. Siết các ngón tay lại. Nhanh hơn. Đấm mạnh xuống. Mình sẽ hơi ngả người về phía trước. Trọng tâm dồn vào chân trước nhiều hơn. 70-30%. Có điểm dừng này. Siết lại. Giật. Đấm mạnh. Rút trỏ tay về sau. Kéo tay về vai. Đấm xuống. Sẵn sàng. Bay lên. Về siết. Người không biết nhổ. Rất cố gắng để không nhức ngực nhá. Nó phải rõ ràng từng chuyển động nhá. Dừng. Đón nhắc làm hành về. Về. Em đón rồi. Về. Kéo mạnh trỏ tay về mạng sườn. Thở ống miệng. Lên. Nhảy cao hơn nữa. Nào mình làm được. Chưa một thang. Hoan mộ. Tìm được rất mạnh. Tìm được nhanh hơn rồi ơi. Xoay mũi chân sang phải. Tay thủ mạng sườn. Co gối. Sai kích. Giữ thăng bằng. Và hạ xuống. Đá nhanh hơn. Kết hợp lăng chân phải. Sai kích. Quăn lăng. Tay đặt cạnh má. Một tay thủ vào mặt. Một tay kéo sát về phía mạng sườn. Tung cú đá. Mắt nhìn theo chân. Mũi chân hướng về phía mặt sàn. Mình không vẩy chân nhá. Mày vẩy. Sử dụng má và chân. Lực đi từng mông vào đùi. Đây. Kích. Kết hợp. Bùm. Nhảy đấm. Bùm. Nhảy đấm. Nà. Ôi. Cái gì? Ôi trời ơi. Ok. Lung tung hết rồi. 5. F punch. Đáng là thực sự. Khó quá. Béo từng dễ này. Tại chỗ. Stay on the ground. I can. Who can fly? Viết lại. Mình nhớ đá nhá. Lên được. Co chân. Lên này. Lên. Đá. Và đấm. Đổi bên. Mà tập cái bài này không thể không hét lên được ấy. Tại vì hét lên là mới lấy đà. Co gối. Đấy lý do tại sao hướng hẳn mũi chân sang trái. Okay. Đá thấp cũng được nhá. Mình có thể hạ mục tiêu về ống đồng. Đá thấp về lăng. Với những người mới mà không cần phải đá quá cao. Quan trọng là bẻ được cái mũi chân. Nào na đá nào. Đây. Có bụng đây. Này. Phao. Phao thôi, nó chạm rồi. Chưa chạm. Ok. Phao. Xin lỗi. Nó bảo mình đá. Mình không kiểm soát được. Sai kích. Lăng. Đấm này. Đấm à? Ok. Cái này giống như kiểu là mình nắm đầu đối thủ cho mình đấm đúng không? Đúng. Kiểu cúng đầu ấy, cúng tóc, cúng tóc đầu. Nhảy lên. Nhìn ngang nhá. Nào. Chị cứ làm thôi. Co chân sau này. Đệm xuống nhá. Mũi chân phải hướng thẳng sang bên trái. Để lấy đà. Bước này, bước. Nhảy. Đúng không ạ? Nhảy, đá. Con mò. Tay về thủ. Kết thúc cũng phải chuyên nghiệp. One more time. Ok. One more check. Một chút nữa. Mấy trái. Right combat. Nào. Hands up. Gối phải. Trỏ. Ascending. Tay ôm sát về vai. Hất kiểu tay lên. Một tay thủ cạnh mặt.
mình xoay gót chân, vặn eo lên. Mình không vòng tay như này nhá, tập sát này, hất lên thôi. Kết hợp trỏ ngang tay phải, ngang, hai lần lên gối phải. Lại này, 4, 3 gối hai lần. Đúng rồi. 1, 2, 3. Tập trung vào cơ thể. In your body. Chỉ trỏ, chỉ trỏ, chỉ trỏ. Luôn nào. Tôi cảm thấy vẹo hết cả cái màn sườn nữa mà không siết được cái bụng. Vuông combo. One right knee, one back kick. Đá trái. Ok. Ngả người về trước, đạp mạnh về sau. Hey. Mắt nhìn qua vai, liếc về phía đối thủ. Dứt khoát. Đòn nào ra đòn đó. Thở. Now, side. Everyone, jump. Lần cuối. Nào, tiện thể. Chân đang okay. Xoay trái. Ok bạn. Một lần đấm về front stand. Tay thủ. Front. Đấm sát xuống đất hơn nữa. Tưởng tượng đầu đối thủ ở cạnh chân. Mỗi lần mà tưởng tượng ra đầu của đối thủ là mình hay try down. Dặn ấy. Để mình đấm mạnh hơn ấy. Trông ngồi sâu hơn 3 lần. 3, 2. Rút kiểu tay về sau nhiều hơn. Rút cao lên. Về thủ. Và đấm đòn tiếp theo. Yes. Một lần cuối. 3, 2. Nào, hands up. 3 lần gối trái và một lần nhảy lên. Chăm đi. Đổi bên. Bài cuối rồi cả nhà. Bùng nổ cho một lần cuối cùng. Chân trước chân sau. Ok. 5. 3 lần. Nhảy lên. Túm đầu này. Túm đầu một. Túm đầu. Tôi thấy chắc chắn. Tôi thấy đau mông cả nhà. Rất là đau mông luôn. 3, 2. Knock down luôn. Một lần cuối. Ôi trời ơi. Đổi lên làm sao. High energy. Đây là một cách tạo ra dopamine cực kỳ hiệu quả. Nào, nhớ bàn tay sát về phía vai và phía nách. Hất kiểu tay. Cho em thấy năng lượng của mọi người. Sự quyết tâm chiến thắng chính bản thân mình. 1, 2. Kết hợp trỏ ngang. Gối. 2 lần. 4, 3. Knee. Chỉ trỏ. Như này. Động tác chỉ trỏ. Ăn gian ghê. Vai cầm. Vai kết hợp gối đá. À đá sau. Bạn xiên mông lại. Mục tiêu của mình ở đâu ạ? Bụng hay là đầu? Bụng. Tấn công vào đầu này. Ngả đầu sâu hơn. Đá cao hơn. Cơ lõi phải siết chặt hơn. Lưu ý úp hông. Mình không mở ngực sang bên cạnh nhá. Tay về thủ. Tiện thể. Lại tiện thể. Về. Ok, tiện thể. Tiện thể cho xong. Phải mấy trăm calo rồi đấy. 500 là phải chắc. Mạnh hơn, dứt khoát hơn, rút cao khỉu tay,
Nhóm cơ nào đang hoạt động ạ? Nhiều nhóm cơ. Bụng, vai, mông, lưng, lưng to, đùi, 3 lần. Về, mọi người đau ở đâu rồi? Tiếp tục được đúng không? Nhạc hay thế này, dừng lại thì tiếc lắm. Lên, đấm sâu hơn, sát. Xin ngã. Hang jump, 3 lần gối phải, chấm đi. Ok. Nhảy. Nổi lên luôn. Mình làm một nhịp nhún, nhún này, bật. 3, 2, 1, go. Cẩn thận ngã nhá. Trùng bên gối, giữ chắc trọng tâm. Mai đây phải tập trung cả nhà. Không tập trung một cái là ngã ngay. Nó mũi, nó cứ phải cúi. Mũi gì khó nói rồi ra. Đâu, sắp xong rồi. Nhảy cao hơn. 3, 2, búng đầu. Bây giờ mình sẽ có một bài bụng. Để lấy thảm nhá. Ok. Mọi người lấy thảm nhá. Tắm nôn mất. tại vì em dậy còn quen ấy. Chứ lần đầu tập thì đúng là nằm ngửa. Okay. Okay. Hai đầu gối thu lại, tay về phía thái dương. Hoặc mình có thể ôm lấy đầu, duỗi chân phải về trái, tay chạm mũi chân, với cao hơn, tách hẳn lưng ra khỏi sàn, cuộn bụng, hở, duỗi thẳng cả hai chân, up, khó hơn, cô tay ôm lấy đầu để tránh mình gồng cổ, up, thở, hít, lên, nhấp, ba, đổi bên, với hẳn chạm mũi chân, nâng cao và tách hẳn lưng trên khỏi sàn, thở mạnh, tê tái cái bụng, yes, 3, 2, 1. Single, hai chân liên tiếp. Không hạ chân. Thở đều. Cảm ơn sát về phía họng cổ. 4, 3. Ôi, cháy bụng. Rồi, về hông rồi. Xếp chặt phần bụng lại. Rút chặt xuống vào trong, hạ hai tay dưới vai. Sẵn sàng tách tay về thái dương. Lên, side plank. 1, 2, 3, 4. Siết bụng, siết cơ thể. 1, 2, 3, 4. Chưa hết. Cơ thể chắc chắn. Em biết là mọi người thấy tay run bần bật rồi. Giữ nguyên ở side plank, nâng hông liên tiếp. Up, up, đẩy hông lên. Mắt nhìn theo tay. Trên side. Siết chặt cơ liên sườn. Hai lòng bàn chân ấn mạnh xuống mặt sàn. Kiểm soát. Đổi lên, giữ. 15 giây cuối. Đẩy hông lên. Giữ đến khi hết nhạc. Đổi bên. Sắp xong rồi. Sắp về đích. 5 4 3. Thả tim. Well done. Và ủng hộ bạn ý để bạn ý có thể tiếp tục cống hiến trong những phiên bản tiếp theo của Inspire Flykick nha.